đường thôi, gọi là làm đường với trồng cỏ với lại là lấp đất đây. Chứ còn ở đây là cái chỗ nhà hỏa táng á, nhà hỏa táng thì họ chưa có làm thì đang ươm cây với ở làm mấy như vậy. Đây nè, đây hình như có này. Đây là cái M605, à, đúng rồi 1605, nó sát công viên. 1605 hiện tại bây giờ thì nó còn nữa. Hôm nay lấp đất hay là cả hóa viên mình đều là như vậy rồi, hiện tại bây giờ nó xong như vậy rồi. Ươm cây rồi ươm hoa để trồng. Thế gọi là nghĩa trang sinh thái, cây ủa, xanh. Cái hồ kiếm này em nó thấp từ xuống dưới hả? Đúng rồi anh. Mình xuống là nó chảy nước từ bậc thang mà nó là do đất nó cái đất nó cao, nó chênh nhau từ đầu đến cuối hoa viên. Bao nhiêu mét? Thì theo số của thông số của chủ đầu tư người ta đo. Thì anh cứ tưởng tượng sau này kiểu mấy cái gốc cây này nó ra hoa, nó ra tán, người ta tới đây người ta đến chỗ này về sau người ta còn phóng sinh nữa. Người ta còn cho phóng sinh trong đây nữa rồi, cho phóng sinh trong hồ. Dạ được rồi. Đấy không? Đang đi vô đấy. Cây này cái công viên này này. Đấy. Thì đây là M605 này, cổng 605 này. Cổng nãy vừa vô nè. Dạ, công dự án này. Ở đây. Nãy mình đi đó gì? Công ở đây ạ. Nãy giờ mình đi nào đó. Dạ, công ở đây. Mình chạy vòng ở đây. Dạ. Đó. Thì này mình đứng ở đây mình xem một bầu xong mình quay về đây này. Mình vừa quay về đây. Dạ, mình đây cái hồ ngay trước mặt mình đây. Mình đang đứng đây. Dạ. Mình đang đứng ở đây. Thì cái hồ ngay trước mặt mình đây. Đó, cái hồ đấy. À. Cạnh bên cái nhà cái công viên này, cái đường ấy. Đó. Rồi cái M5. M5 này này nằm trên này này. Đúng rồi hả? Đây dạ. Cái chỗ mẫu. Chỗ mẫu ấy. 16. 16 đây là 16 này. 16 à, đó mình đang. Mấy bữa là em giới thiệu là 16 đây. Dạ. Cái nhà thì đấy. Đó. Cái giấy này là đâu? Đây là 16. Đúng không? Là đây là 16 đây. Dạ, 16 01 này, 02. Đây là 1602. Đấy là cái dãy xéo xéo chỗ này thì nó là 1605. Nó song song với cái công viên ngoài đường. 1605 ở đó. Ấy mà mình xét từ đấy mình đi vào cái hồ hoặc là ở cái công viên này chỗ nào cũng có cây cũng có bóng ma hết đó. Nó cũng rất là đẹp. Còn đây là 1602. Dạ. 1602, mình đang đứng ngay đầu một cái 1602 luôn, đứng ngay đây luôn này. Đó. Thì bên trong cái 1601 nó sát với gia tộc. Anh thấy là núi đất kìa. Người ta đấy là cái khu gọi là cái khu gia tộc thôi nhá, chứ còn nếu mà cái khu này ngày xưa nó như là cái núi luôn. Người ta đào phải đào xuống. Nó đào xuống 2 mét người ta đổ cái kiếm tỉnh xong rồi người ta lại lấp đất. Cho nên để làm một năm làm như này là ai cũng phải cả hoặc là họ cực kỳ ngạc nhiên luôn, cái diện tích 40 hecta người ta đổ kiếm tình toàn bộ luôn. Lấp đất làm đường cực kỳ nhanh. Cái gì mà năm cái nhà đó đâu, cái nhà này mình đó cái nhà anh thấy là chỗ này này. Ừ, đó. Đó cái chỗ công viên cái gần ngay cái chỗ cái màu cái này mình đứng ở đó một đâu à đâu bên ở đây ở đây nhà đó nhà ở đây. Không, cái chỗ này là nhà hỏa táng này, nhà hỏa táng là nằm trên góc, mồ là ở đây. Đúng rồi. Chỗ xéo chỗ cái xe tải đó. Đó, 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 đó. Chỗ anh đang tưới nước kia kìa, đó là mồ mồ đó đó. Dạ. Như vậy đó, gần 1 năm là kế đây ha. Dạ đó. Vậy là kế cái đó, anh hình dung. Đâu, 1 năm đó, năm nó 10 năm là nó tổng bộ cái khu này. 10 năm à 10 năm này. Thì ở đây là 1505 này, nó sát với bức tường lưu cho cốt là khu mồ mồ ở đây luôn. Cái đông bắc bên dưới đây đâu. Hướng nó chỉ dãy này. Đông Bắc và nhìn về cái khu đấy đây thì nó gần cái khu màu ấy, ngay cái chỗ họ tưới nước ấy anh nó xịt ra xíu đấy, cái dày chỗ đó họ
họ mới trồng cây kìa, các cái tuyến đường họ bắt đầu trồng cây. Cái nào cũng bỏ ra đây là cái nào cũng nằm gần trung tâm nên là các